cuộc sống tuổi trẻ chỉ đến một lần, còn chần chờ gì hãy sống hết mình. Cầm ba lô lên bước tới cuộc đời, cùng khám phá một thế giới đẹp tươi. Lại đây và đến bên tôi trong cuộc sống muôn màu, cùng tỏa sáng như muôn ánh sao. Thời gian sẽ trôi qua mau, đừng lãng phí phút nào, mà hãy nắm trọn từng khoảnh khắc. Có những lúc người không sẽ tránh ngắt, khi đồng hồ cứ tức tắc tức tắc. Phải làm gì để chẳng phí thời gian, bởi vì sống phải nếm trọn từng khoảnh khắc. Đời kẹt xe còn kêu nghe nhức óc, như trời mây chờ bạn đi lang thang. Đó là những khoảng lặng của cuộc sống, đừng ngồi yên mà hãy tận hưởng giây phút. Vì tuổi trẻ qua nhanh, tuổi 40 rất cần, đừng để thời gian trôi như một điều vô nghĩa. Hãy sống hết mình với cuộc sống muôn màu, và đừng bao giờ lựa chọn ấn nút pause. Ở nơi cuộc sống tuổi trẻ chỉ đến một lần, còn chần chờ gì hết sống hết mình. Bạn có muốn tiếng nói của mình vang lên giữa cuộc đời khi mới đôi mươi? Đa số sinh viên bước ra từ những làng quê, khi lên đại học, trước quá nhiều bạn bè, ai cũng dễ ngại ngùng xấu hổ. Làm sao đôi mươi lại là ngại ngùng xấu hổ? Hãy mở đôi mắt, chân bước ra ngoài, nói cùng với mọi người. Tiếng nói của bạn vang lên có nhiệt huyết của tuổi trẻ, có trái tim và khối óc của thanh xuân. Thuyết trình là việc không thể né tránh, cũng không nên né tránh một khi đã vào đại học. Khước từ nó chẳng qua là trì hoãn, không phải hôm nay, mai sẽ đến bạn nói. Dù bạn là người hướng ngoại hay hướng nội, thì khi đôi mươi, hãy cất tiếng lên để lắng nghe chính mình. Ở chương này, tác giả sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng một bài thuyết trình hấp dẫn. Đó là những bước đi, xử lý khi phải thực hiện bài báo cáo hay thuyết trình trên lớp. Tác giả lấy dẫn chứng, ví dụ từ chính kinh nghiệm bản thân mình từng trải qua, khiến cho mọi lập luận trở nên thuyết phục. Suốt thời trung học, bạn chỉ biết thời gian để học vốn đã kín cuộc đời rồi. Làm sao biết thế nào là nghiên cứu? Vì trung học đôi khi là nhồi vào đầu óc kiến thức. Chỉ lo mình quên chứ không cần nghĩ ngợi, hoài nghi, chất vấn những kiến thức mình có. Cuộc nổi loạn của học sinh trung học là gì? Đó là bỏ học đi chơi. Nhưng cuộc nổi loạn của sinh viên đại học là nghiên cứu và đề xuất những kiến giải đi ngược lại cách suy nghĩ phổ biến, hoặc thậm chí đi ngược lại những gì được giảng dạy bấy giờ. Có một mối quan hệ kỳ bí và tuyệt đẹp giữa khát vọng tri thức và thanh xuân. Ở đó, thanh xuân rực rỡ muôn màu khi lý trí lần nữa bước lên một tầm cao vô cùng. Có đam mê nghiên cứu mới thấy, cái hạnh phúc hiểu ra một điều gì đó là quá đỗi vượt trội cái cảm giác học thuộc một văn bản. Bắt đầu công việc nghiên cứu không khó. Nó cũng giống như lúc người ta bắt đầu một cuộc chơi. Lúc nào cũng có những trở ngại ban đầu. Vấn đề là bạn được quyền thất bại, từ đó rút kinh nghiệm để vượt qua một cách thuận lợi nhất. Sau khi ra trường, cuộc sống rất tất bật mệt mỏi, nhiều áp lực và luôn cuốn trôi. Thi thoảng đọc một cuốn sách là rảnh rỗi. Có đôi người theo đuổi tiếp con đường học lên cao, tất bật giữa trường và đời. Giữa khoảng đời trắng trợn và tuổi đôi mươi thanh sáng ấy, có một miền ký ức đẹp lạ lùng, nơi ta có thể học tập, nghiên cứu, gặp gỡ bạn bè, chia sẻ cả những âu lo thi cử lẫn những đam mê khoa học. Đó là thư viện trường. Ở đó có những người âu lo nghiêm túc nhất với tương lai, ở đó có những người nhiệt thành nhất với nghề nghiệp, có những ước mơ kỳ lạ nhất và những tình bạn kỳ lạ hơn thế. Người khôn ngoan biết rằng lợi ích của sinh viên nằm ở thư viện. Nếu bạn chưa bao giờ vào, đừng vội kết luận đó là nơi chẳng ai đến. Và nếu lúc bạn vào mà thấy nó vắng vẻ, đừng vội nghĩ nó là nơi im ắng lánh đời. Chẳng qua bạn chưa vào đúng thời điểm mà sinh viên đông chật cứng cả phòng đọc. Một ngôi trường có thư viện luôn vắng là một ngôi trường đặc biệt bất hạnh. Vì sinh viên của nó đã mất hết ý nghĩa của mình rồi. Họ không cần biết đến nhiệt huyết của tuổi trẻ, lý tưởng của cuộc đời và bản thân mình là ai giữa mênh mông thế gian. Nhiều người bảo không có tình yêu nào đẹp hơn tình yêu thời sinh viên. Cũng đúng thôi, tình yêu của tuổi thanh xuân đẹp nhất, thời trong sáng cuối cùng trong một đời mà.
Yêu một lần đích đáng trong những ngày tháng sinh viên ấy là một may mắn, một điều không thể quên nổi dù người ta đi qua bao nhiêu chặng đời phức tạp đi nữa. Hãy nên nhớ rằng, không phải tình yêu lúc nào cũng tích cực, không phải hai người yêu nhau lúc nào cũng làm cho tâm hồn của nhau đẹp hơn. Tình yêu vẫn có thể gây ra những tổn thương và khiến người ta không còn trong sáng nhiệt huyết như trước đó. Vậy làm sao để có tình yêu đích đáng của thời sinh viên? Hãy nhớ rằng, tự yêu lấy bản thân, tự tôn và tự ái sẽ ngăn bạn tìm thấy một người đáng yêu. Dù yêu thế nào cũng hãy nhớ là chính mình. Hiểu mục tiêu của hẹn hò. Đừng mất tất cả vì tình yêu, vì đó là đánh mất thanh xuân. Trong công việc kinh doanh hay bất cứ công việc nào, mối quan hệ sẽ giúp bạn được ưu ái và có cơ hội tốt hơn. Dù bạn đang ở vị trí nào, dẫu bạn giàu có hay không, thì cũng phải biết cách cư xử khéo léo để có nhiều cơ hội thăng tiến. Mặt khác, có nhiều mối quan hệ tốt còn giúp bạn hạnh phúc hơn. Hãy nghĩ đến cuộc đời bạn như nghĩ đến một sàn diễn mà bạn là diễn viên chính. Một buổi diễn thành công cần đến cả chục, hàng trăm nhân sự lên ý tưởng, liên hệ ban tổ chức, kiểm tra trang phục biểu diễn, v.v. Bạn muốn là một người thành công, bạn muốn là diễn viên chính của đời mình. Vậy hãy có đội hỗ trợ của mình. Đây là cuộc đời, vì vậy vấp ngã là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng vì vấp ngã mà có nhiều người bỏ cuộc. Đoạn đường đó không hiện ra trong các mối quan hệ xã hội, trong các môn học lằng nhằng mà ẩn sâu trong tâm trí. Cuộc sống vẫn đầy những biến cố, những điều bất mãn và phiền lòng. Đó là lúc chúng ta thiếu điểm tựa, thiếu những hiểu biết để giải quyết vấn đề. Những lúc đó bạn mòn mỏi, chán chường, dễ dàng bỏ cuộc trước mỗi lần va chạm, gặp xung đột trong cuộc sống. Ai cũng sẽ vấp ngã, quan trọng là đứng lên, khôn ngoan hơn và mạnh mẽ hơn. Hãy vượt qua tất cả trở ngại để khi nhớ về quá khứ, bạn sẽ không bao giờ thấy hối hận vì đã sống đích đáng. Mỗi con người có một cách suy nghĩ khác nhau. Ở mỗi một lứa tuổi, ta lại nhìn cuộc đời này khác đi. Dù nhìn thế nào, việc nhìn cho đúng vẫn rất quan trọng. Trình viên chính là vị phán quan quan trọng nhất của đời mình. Phải soi xét, nhìn nhận vấn đề cho thật kỹ, để mãi mãi không bao giờ hối tiếc về những năm đại học. Vậy sinh viên thường có những lầm tưởng gì? Học đại học nhàn lắm. Nhất định phải có người yêu thời đại học, đi học trễ cũng không sao. Nhất định phải đi làm thêm. Sinh viên là một thành phần có vị trí trong xã hội. Có học bổng du học mới là giỏi. Truy cho cùng còn nhiều nữa những lầm tưởng mà thời sinh viên nếm trải. Điều quan trọng là bạn phải sớm nhận thức ra nó, thay đổi nó và trở nên khôn ngoan hơn. Đọc hết cuốn sách này, có lẽ ai cũng nhận ra rằng mình luôn xứng đáng với những gì mình đang có. Mình là người có những điểm ưu tú của riêng mình và đang nỗ lực phát triển nó. Cuốn sách đã đem lại thật nhiều điều quý giá cho các bạn trẻ, đặc biệt là những sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Hãy nhớ rằng, thanh xuân vẫn sống tiếp trong bạn, không phải bằng làn da hay màu tóc, mà bằng chính những ước mơ và khát vọng.